Ê, không đem áo gió coi chừng trúng gió nha cha. Yếu lắm rồi, thì Phương cảm giác giống như đang bị hành xác rồi đó. Rồi tặng luôn chai dầu xanh. Thấy cái Cương xài chắc đàn bà đẻ quá. Chưa, cái Cương cứ tháng tặng nhạc phẩm. Làm gì tính rửa chén cho ta hay gì? Vô nhà không có toilet nữa, giờ mắc toilet muốn chết luôn. Hello, xin chào cả nhà. Xin chào. Lâu lâu mới có dịp mời được nghệ sĩ Tiết Cương à, coi như là về quê Vĩnh Long. Thì hôm nay là đổi gió nha. Chỉ có Tiết Cương em mới chiêu đãi đặc biệt. Bình thường tới là mình mới như mấy năm nay là cứ là kiếm quán ăn thôi đúng không? Quán cốc ven đường. Hoàng hôn vừa buông xuống, hôm nay em đổi gió em đưa Tiết Cương tới bến cảng. Nghe bến cảng là biết đi tàu rồi gì? Bến cảng là hôm nay là các Tường đưa Tiết Cương đi xuồng ba lá sang sông hả? Đi xuồng ba lá sang sông, hôm nay mình sẽ nhậu trên sông để mình đổi view. Ghê vậy? Ê, không đem áo gió coi chừng trúng gió nha cha. Yếu lắm rồi. Được không? Ngày làm gì? Cái gì ở trên bờ đi chứ mà xuống sông hơi ớn ớn nha. Không, tại vì thì mình lên mình à, mình có quyền mình yêu cầu mà. Dù mình đi mình thấy mệt quá thì mình lên. Mình thuê mà chứ mình đâu có gì đâu lo. Rồi, đi xuống. Rồi, xuống tàu luôn. Rồi, chào anh lái tàu. À, dân miền Tây đi vài câu gót lên tàu luôn nè. Đó, ghê chưa? Rồi, vô. Cái này chắc tôi mặc áo phao quá. À, ủa sao vậy Tiết Cương? Nó đỡ lạnh. À, lạnh lẽo gì Tiết Cương ơi. Đây, ở đây đi. Áo phao ta để sẵn đi ghế luôn rồi nè cha. Lạnh lẽo nước trong veo. Vui không? À. Rồi. Trời. Gì vậy? Uống bia nhức đầu muốn chết luôn, đi tạo cho chết. Vậy mới ghê chứ. Nhậu kỳ quá. Nhậu mặc áo phao nữa. Bụng bự quá, gà không vừa. Năm phút phải không? Là nó tới là cất khởi hành đó phải không? Các Tường mà gà được áo phao này Tiết Cương tặng các Tường 10 triệu. Ôi mắc gì tôi không có gà. Thử coi, thử coi. Chi vậy? Gài được không? Trời vừa hả? Rồi 10 triệu. 10 triệu. Kìa. Mày đặt 10 triệu mày. Cho mình cái tường nhỏ vậy cho Tiết Cương chồng không vừa. Thôi nói chứ cái vai anh đàn ông còn bự hơn bự em bộ. Em chỉ có cái này bự hơn anh thôi chứ tất cả đều nhỏ hơn anh mà. 10 triệu. Để chuyển khoản. Thôi đừng có thọng keo quá. Rồi xin mời Tiết Cương trải nghiệm hành trình du lịch nhậu lên đên trên sông Vĩnh Long. Sông Cửu Long có 9 con rồng. Bây giờ thì các từ mời Tiết Cương xuống ghe để ăn nhậu mà giờ Tiết Cương cảm giác giống như đang bị hành xác vậy đó. Hiện tại trên tàu là không có một đồ ăn nha. Qua bên sông mới có đồ ăn. Không, qua sông lấy đồ ăn. Thì qua sông lấy đồ ăn. Rồi mới bỏ lên tàu rồi chạy vòng vòng đi lập sông ăn. Mà bây lên tàu mà nói trước là trên tàu không có nhà vệ sinh nha. Có các kìa con... Có kìa. Các Tường lấy uống rượu và uống bia nha. Quý khách vui lòng mặc áo phao, cái đó là cái nhà vệ sinh đó cha. Rồi đây. Nhà vệ sinh đó. Mà có gì bển đem qua ăn đỡ đi. Có. Mời các Tường ăn chén đũa ly. Rửa sạch sẽ bằng nước sông Cửu Long rồi. Mọi người biết Tiết Cương là sáu máu đó như thế có nào. Có tâm sự găng luôn. Mà ông nói từ 4 giờ chiều ông đòi đi ăn rồi. Mà tôi nói thôi gán 5 giờ 5 rưỡi. Bây giờ 6 rưỡi rồi. 6 rưỡi rồi chưa được ăn nữa. À, giờ bà cái liễu bà mới đi tàn xuống một bà ba nước thước nữa chừng nào có ăn đây không biết. Mẹ đi đói quá rồi. Thôi rồi chồng ơi, em hôm nay không coi nách được rồi. Đây là những món đảm bảo ngon. Ơi nè bây giờ đó rồi đó bắt đầu đó không mình ăn đỡ hột gà cũng được chứ giờ à mày mua thuốc nhức đầu luôn hả? Tao đang nhức đầu đây nè. Ảnh đói dữ lắm rồi đó. Mày đổ ra cho người ta ăn đi nè. Gà gì vậy? Rồi mình nhờ, còn đợi ai nữa không? Không mình nhổ neo đi, ai tới sao rồi tính sao. Rồi sao muốn đổi thế thế? Ngồi sao? Ngồi BD là ngồi vậy hả? Rồi. Trời tao đâu có BD đâu mà biểu tao ngồi BD. Sao? Vậy. Đầu đẹp đúng rồi. 1 2 3 cái chân kém là xin. Đây. Đúng rồi. 1 2 3 chỉ riêng vị trí đó nha. 1 2 3 nhìn liễu tươi nào. 1 2 3 chỉ qua nói chuyện nha nữa. 1 2 3 chỉ riêng vị trí đó luôn. 2 Thôi ổn rồi. Đẹp không? Khủng khiếp. Có tôm coi cái quay. Đẹp gì cũng mua. Ừ được. Có hình, có tiền.
nè, là bắt chước Hiếu chụp hình nha. Trứng gà nướng. Thằng ta nói thằng Hiếu bắt chước bé Liễu chụp hình. Thấy cái giò dài chưa? Thấy cảnh có mặt trời mặt đồ chưa? Công nhận các tường đãi lớn thì chứ đi trên ghe mướn tiền ghe 18 triệu á. Mà giờ đãi cóc hỏi mấy ghim rồi bắt xào. Về quê vậy thôi. Nãy ông vừa mua một lộn cho tôi. Anh thích cô. Nữa hả? Không phải là mê, nhưng mà tại mình thấy Trinh Vô Tiếng á, bây giờ được gặp ngoài đời đâu phải ai cũng được đâu. Lấy rồi không chưa? Chưa không. Em thưa anh Tức Cương. Ừ. Uống bằng ly hả? Ý, trên phim đá luôn hả? Chứ giờ không có đá. Dạ để mời cả nhà chúng ta cùng nhau nâng ly ạ. Thôi ba đoàn tàu của chúng tôi đã đặt bến vô để mà tiếp tế lương thực nha quý vị. Bây giờ là trên tàu. Trời ơi, lực bình đẹp quá. Đó. Và đoàn quân của chúng tôi đang chết đói, và may mắn thay chúng tôi đã được người dân cứu trợ cứu trợ đó, đồng bào cứu trợ đồ ăn cho chúng tôi. Rồi đây, để em bưng lên cho bảo vệ viêm tích tật đó. Trời ơi, quá trời quá đất, diễn viên Cát Tường quá trời rồi mọi người ơi. Cá tê tượng nè, con cá này cá gì mày? Là cá tê tượng như cá gì chế? Cá này cá gì? Thằng nhỏ kìa, cá linh cái kìa, thằng nhỏ kìa, đưa cái gì á, cá linh trứng. Rồi má Liệu, cảm ơn. Trời, hấp dẫn rồi. Cá linh trứng. Quá trời rồi. Cá linh trứng. Đây bày đem vô. Vô. Đó, để các Cường mời Tiết Cương nha. Cho Tiết Cương vừa lòng. Dán nước mắm nè, thấy hấp dẫn chưa? Cá tê tượng nè. Chiên sầu hả? Chiên sầu. Chấm mắm mè. À. Rau đậu uống bánh tráng luôn. Khi nào gió quá thì mình hạ màn. Hạ màn đi Cương. Dạ. Gió quá phải không? Trồng Sơn ơi, à, hạ màn hai bên đi chừa trước sau thôi, hôm nay gió quá. Quốc. Hai bên đi Sơn. Thử nè Tiết Cương ơi. Một cái chén đó của Liễu hay của Tường? À, của Tường ứ ừ. Nhỏ Liễu này nó dành của mình hoài. Trời ơi. Cảm ơn chồng. Rồi ấm áp cuộc tình liền. Ngon. Cảm ơn chồng. Hả? Được rồi, đây, mắm đây. À, cái dĩa này để bên anh Chánh luôn. À. Trời ơi, quá trời đồ ăn rồi. Cua gì đó ra luôn, cái bắp nó giặt giặt qua bên đi. Con nhận cái tường đãi Tiết Cương. Quanh dáng không? Đồ ăn ngon quá. Cái trứng này nè, mình để đi, chừng nào ai ăn trứng lấy chứ mắc gì. Ngon nhất là nước mắm á. Quá trời quá đất. Nè, quay dĩa gà chưa? Đó. Nước mắm ngon quá. Ốc nè, hiểu chưa? Quá trời quá đất. Ngon lắm luôn cả nhà ơi. À, hiện tại trên tàu, anh Tiết Cương, chị Cát Tường và các anh chị đang ngồi ở đây vừa thưởng ngoạn cái gió sông nó bồng bềnh, rồi lục bình, rồi mọi thứ vào buổi chiều hoàng hôn ở Vĩnh Long rất tuyệt vời luôn. Ngon. Khiến cho lòng người ứa ựa. Được ha. Rồi. Thưa quý vị, chúng tôi sau khi đi một vòng quanh sông khoảng 30 phút thì đồ ăn cũng đã vơi dần. Bây giờ chúng tôi tấp vào bến cứu hộ để lấy thêm một cái bếp ga để chuẩn bị ăn món mới, đó là cháo. À, một nồi cháo nữa, đồ ăn quá ngon nha quý vị ơi. Xuất sắc. Cả nhà thân mến, mỗi lần mà chị Cát Tường tới Vĩnh Long á, là biết bao nhiêu đồ ăn, cái gì mà gọi là miệt vườn nhất, cái gì mà ngon nhất. Thì các anh chị bạn bè ở đây đều mời chị Cát Tường những cái món thật sự là ngon và tươi nhất ở đây rồi. Là em hiểu cái giá trị của chị Tường ở Vĩnh Long như thế nào rồi. Đồng ý mọi người. Em thấy mỗi lần chị về là chấn động cho Vĩnh Long. Chấn động cả nhà. Nói chung là tin nhắn trong group là ven liên tục từ sáng đến chiều. Coi như là doanh nghiệp, doanh đồ, bỏ vợ, bỏ con, vợ bé, vợ mọn gì bỏ hết, tiếp chị Tường không thôi đó. Hiểu đang dắt sữa cho con liền bỏ luôn cả nhà. Đang dắt sữa bỏ luôn hả? À? Bỏ luôn. Đó, thấy ghê chưa? Hiểu giá trị chị Tường rồi ha. Hiểu giá trị chị Tường mỗi lần xuống Vĩnh Long là làm phiền mọi người. Làm phiền mà. Đi tới đâu mà làm phiền. 1, 2, 3. Vậy chứ bây giờ mà tôi lấy chồng một cái rồi, tôi không làm phiền mọi người nữa là mọi người sẽ thấy buồn và nhớ tôi. Lúc đó sẽ khóc nhớ tôi. Tôi sẽ cúng heo quay. Ủa sao cái câu này giống anh Khánh nói quá. Không ai đánh giá đúng cái vị trí của các tường hết. Được thì không quý, mất đừng tìm. Nãy giờ công tình Thúy Liễu đi hâm nồi cháo nóng giữa đồng sông như thế này, mình phải nếm thử nhập. Ha. Thôi với con huyết gà tôi không ăn, tôi ăn huyết mềm mà. Cho tôi miếng huyết này. Nè huyết. Khỏi bài nghi ngút cả nhà ơi. Khỏi bài nghi ngút à, ngút trời. Cháo luôn đi chứ bài đặt nữa. Rồi. Không có muỗng mình quất đũa luôn.
tiền tay sóc nước chờ tiền nữ vài giây. Đúng rồi anh Cương ơi, không có anh cũng biết phải làm sao. Xuất sắc nha quý vị, hai là chịu á. Cả nhà có biết là thịt gà thì đã hết rồi nhưng mà đến cái bàn cháo lên sau cùng cả nhà. Đàn trai tới đàn gái rồi nha, bưng tráp qua nè. Sau khi mà ẩm thực trên phà và tiếp tục cả nhà thân mến, hiện tại thì chúng tôi sẽ này hoa ra muốn đồng nấu muộn thương chờ bà con. No sai quá rồi, thôi bây giờ lên đất liền. Thôi cơm đã rượu say mà ta lên kinh. Rồi đi ăn rồi còn cầm về nữa vậy thế liễu. Thì không bị đám vô quê. Đám vô quê. Thầy vợ tiếp nha cả nhà. Vô mời, vô luôn. Có nhiều bài lên hết cho chị. Thầy cây nhà lấy giường nha, giờ là nhậu trước cửa khách sạn của thằng em nha. Này món gì bác? Đổi chỗ thì ngủ ngang đi. Đang nhậu ngon lành rồi ra quán đi mà đặt về khách sạn đồ tôi cứ tự nhiên tưởng tượng ngồi nhậu mà nghĩ tới cái giường không à. Bài dễ lắm. Nãy ăn chưa hết rồi lên đây nem chả rồi nữa. Không được ăn chả mà nem. Nem vô cây thôi một cụ là. Chả ăn nem. Mình ăn không, nem công chả phượng. Không bây giờ ai ăn chả đi tôi là bà tôi là nem nha. Không ăn chả bà ăn nem. Đây. Rồi. Rồi Tiết Cương chở các tường đi vòng một dạo, một vòng chơi ban đêm coi. Anh chở em đi chơi đêm nay. Bye bye, hẹn gặp lại. Nay Tiết Cương về Vĩnh Long quê các tường, sẽ chở các tường đi dạo phố bằng xe điện. Đây là khu Vincom, một trong những khu đại gia của thành phố Vĩnh Long. Các tường thú vị là các tường toàn bộ khu Vincom này các tường mua được 2 căn rồi quý vị ơi. Các tường mua mà người khác đứng tên. Mua cái đồ kì vậy? Thì đâu có tiền đâu, giả bộ nói gì cho vui chứ đâu có mua gì tiền đâu mua. Đây là Vincom Vĩnh Long nha quý vị. Vincom. Vincom Vĩnh Long ha. Đúng. Đó. Xe ta bóp còi kìa ông nội. Thánh thần ơi, tôi có làm gì đâu bóp kèn tôi. Đi nữa à? Mình đi vòng lên trên đây cũng là nó thôi. Thế thì quý vị, đây đài truyền hình Vĩnh Long. Đây, đài truyền hình Vĩnh Long. Đài truyền hình Vĩnh Long. Nơi đã phát sóng rất nhiều những game show và những bộ phim được bà con miền Tây đồng bằng sông Cửu Long rất là yêu thích. Thôi mình về thôi. Rồi, xuống xe qua phà luôn. Công nhận Tiết Cương rồi đó, chắc có thi bằng lái đàng hoàng đó, lái xe điện rất là chững chạc. Chứ mà nếu mà mình hồi xưa mà mình không thi, thấy không, là bây giờ mình lái xe rất là coi như là hờ hững. Hồi đó anh nói với em sao, anh nói thời mà anh bằng quay phim của em á là anh nhậu tới sáng luôn. Bây giờ 30 năm rồi còn gì. Thì 30 năm nay nó cũng còn tới nửa đêm. Yếu rồi. Đúng không? Giờ mới có 10 giờ đêm mà. Bây giờ Tiết Liễu, Tiết Cương với Lý Trường Dượng đá đều bắt ai? Đá đều hả? Ừ. Đá đều hả? Ừ. Em bắt Tiết Cương. Bắt Tiết Cương, chị Tường cũng bắt Tiết Cương. Mọi người còn lại trong bàn này bắt Trường Dượng. Ờ em bắt Tiết Cương hả? À. Thấy vậy chứ thật ra là dữ lắm. Tôi, Tiết Liễu bắt Tiết Cương. Tôi, Cát Tường bắt Tiết Cương. Ôi đi cha ơi, tôi xỉn rồi. Cát Tường chạy xì bo nha mọi người. Về quê em nhắn cho đôi lời rằng anh nhớ cứu em nhiều. Chúc mừng nghệ sĩ Tiết Cương đã về quê các tường chống chọi. Đã hơn 11 giờ. Ừ, 11 giờ đêm rồi. Và Tiết Cương đủ sức để chống chọi với mafia. Ừ, ok. Đủ mới dẫn chống chọi. Rồi, chào huân chương cho nghệ sĩ Tiết Cương. Xin lỗi là sáng nay không có đưa mọi người đi ăn sáng được. Sao vậy? Đói bụng quá. Không. Đau quá, em sao đau quằn quại từ sáng giờ trong khách sạn luôn á. Không dám xức dầu, sợ xức dầu lát nữa tới chỗ hội việc làm mà ta đứng gần nghệ sĩ Cát Tường Sài Gòn xuống nghe mùi dầu không. Cho tôi miếng dầu đi. Bây giờ chịu hết nổi sao tận tới xức dầu xanh thôi quý vị. Đau quá, coi có bánh mì mua đỡ cho Tiết Cương ăn đi. Đói quá, cho tôi miếng dầu luôn đi. Từ xin xỏ hoài vậy trời, người ta đau bụng anh có đau không mà anh xin. Nhất cái đau. Sao uống cho cố vô bây giờ nhức đầu.
Em ăn cái gì bị trúng thực vậy ta? Cát Tường là... Đây nè, tiệm này nè, đó. Hồng Phát. Wow, khai trương. Rồi đó, mới mua mẹ quay ăn đi. Rồi. Chúc các bạn khai trương Hồng Phát. Bi vô mua đi Bi. À, đau quá. Ờ... Vậy hôm qua Cát Tường lúc về ăn gì? Anh lúc ăn trên ghe đâu có gì đâu đau bụng. Trên ghe là có mấy con ốc thôi chứ gà thì không. Ngon. Ốc không bị, ốc anh ăn nhiều lắm. Vậy là lúc về chỗ khách sạn là em có ăn miếng nem á. Rồi. Bị chắc là bị cái nem chua quá. Nem thì về anh không ăn. Ủa, anh về anh ăn miếng dưa hấu à. Dạ em ăn mà sáng giờ gồng cái gì không có dám sức dầu. Đau mà đau như đi cấp cứu ông Tí Cương nó không thấy vô bệnh viện đi thật có cái quay vlog chờ cha tự nhiên đi công việc về đây cái chính là về đây đâu phải ăn nhậu tối qua mà bây giờ cái tính là sáng nay là thấy tôi bận áo dài là hiểu sáng nay tôi là đại biểu long trọng rồi mà nghĩ sao nè dâu nè ông làm gì sức dầu mà ông như sức dầu thơm vậy sức từa lưa vậy chấm toàn bộ thôi được rồi trả đây sức quá vậy thôi tặng luôn đi hả tặng tôi chơi dầu rồi luôn ủa dầu xanh mà cũng xinh nữa hả dầu xanh xuất xứ từ Singapore nghệ sĩ Thiết Cương đã đến nơi mà ổ bánh mì vẫn chưa hết trời đất sắp hết rồi sắp hết đây là phiên giao dịch việc làm huyện Long Hồ năm 2023 và cái chú công an đứng canh đông quá trời ha dịch văn nghệ rồi quá trời luôn đông vui lắm đây là sân vận động huyện Long Hồ tháng này đông vui lắm rồi vô thôi hôm nay thì rất là vui khi về huyện Long Hồ trong ngày hội việc làm thấy tinh thần của các bạn sinh viên học sinh rất là phấn khởi rất là hăng hái và để góp vui chương trình thì Tiết Cương xin đại diện cho nghệ sĩ Cát Tường tháng nay bị đau bụng không hát được nên Tiết Cương là đại diện chứ Tiết Cương không có ca hay bằng Cát Tường quý vị ơi để góp vui Tiết Cương xin hát tặng nhạc phẩm Yêu Em Cả Trong Giấc Mơ giơ tay lên sớm đi lớn nhẹ vô chung vẫn còn phong độ đẹp trai như các bạn sinh viên bây giờ còn bây giờ thì thời gian đã tàn phá dung nhan đôi khi trộm nhìn anh xem dung nhan đó bây giờ ra sao giới thiệu quý vị đây là nghệ sĩ Thương Tính à dạ còn đây là đạo diễn của bộ phim là đạo diễn Xuân Cường còn đây là cố nghệ sĩ Lê Bình à và cái ông đứng sau lưng đó là tôi quý vị lưng ơi nhìn thấy đẹp trai quý vị ơi xin cảm ơn rất nhiều quyền quý Cát Tường xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Tiết Cương là coi như quà cáp đầy hết trơn thấy không về quê Cát Tường lên là cây cối trái cây bánh kẹo lúc nào cũng đủ bây giờ trước khi đi về Tường sẽ đưa anh Tiết Cương tới cái nhà của Tường mua cái này nha Tiết Cương trời ghê vậy review cho Cát Tường cái nhà khó không có nhà giờ quẹo vô nè khu hành chính của tỉnh luôn nè ghê vậy là khu hành chính của tỉnh sẽ dời về đây hay là dời rồi ta chưa biết dời chưa nữa đang dời lần lần ở phía trước đó là cái cầu gì đó đó tới cái cầu ở trái ủa rồi cái căn nào căn của chị căn số 35 là căn nào 69K đó 69L hả giờ đâu có vô được đâu trời ơi đang chưa có tôi gắn cửa mà 69L ăn lờ 69L trời ơi em mình dòm đâu vô đây đi tại vì nó như nhau mình vô đây mình coi ké bỏ này cho coi rộng chứ bộ
Ngang năm mà. Ngang năm. Dài nhiêu? Mua không nhớ luôn trời. Ngang năm chắc dài 20 quá. Không tới 20. Không có 20 hả? 18 à. 80 mét vuông. Năm nhân với... 2 lầu. Trời ơi, cái này vô nội thất bộn à. Vậy có 16 à. Sao 16? 5 lần 1 là 5. 5 lần 6 30. 5 với 3 là cộng lại phải 8 không? Xem nhớ 100 mét vuông á Tí Cương. 100 thì vừa dài phải 2, 20. 5, 20 á. Rồi mình đếm thử coi biết liền gì. Em nhớ cho... 1. Mua từ năm ngoái luôn mà. Mua lúc bắt đầu khởi công xây á. Bây giờ xây xong rồi, gần xong rồi. 5. Đây là 5 mét nha. Nhưng mà Tí Cương dòm tình hình vậy là khoảng bao lâu nữa xong Tí Cương? Cái này hả? Ừ. Này chắc phải 3 tháng nữa. 3 tháng nữa luôn hả? Ừ. Ồ, vậy là trước Tết. Mà cái này nó giao nhà thô mà mình phải thiết kế nha Tí Cương. Thôi mình phải bỏ đồ vô. Đếm gì vậy? Đếm bao nhiêu mét? Hỏi cái ông ngoài này nè, chứ bắt gì đi đếm cho cực vậy trời. Hỏi ông thầu xây dựng đứng ngoài kìa. Cũng gần 20 á. Ừ rồi còn có cái sân nữa sao đó nữa chi. Năm 20 đúng rồi đó. Năm 20. Cái đó khuôn viên đó của mình luôn đúng không? Giếng trời với sàn nước. Trời rồi. Trời vậy là năm 20. Nhưng mà nhìn xây kiên cố quá ha Tí Cương. Chưa có nhà vệ sinh, chưa có gì hết. Sao mà xong được tường? Chưa có nhà vệ sinh mà. Chưa có hả? Có đâu, ở dưới đây anh nghĩ phải có cái nhà vệ sinh đây chứ hả? Phải có chứ. Không thấy, chưa có. Chắc là chưa làm xong. Chưa xong đâu. Nhưng mà nhà này vô rất bộn mà. Năm 20 mà vô, vô một tê nữa. Vô nội thất là bộn mà. Trang trí nội thất ở trong nữa đó. Rồi bếp, nút nữa, phải thêm một tê nữa. Ừ, có nước rửa tay, sướng thiệt. Ăn ăn bánh tét dơ tay quá. Tự nhiên đây có nước sướng rồi chứ. Có nước rửa tay, có nước rửa chén nữa nè. Làm gì tính rửa chén cho tay hay gì? Phải à, rửa tay nãy ăn bánh tét á. Ủa này là một trệt hai lầu hay là ba lầu vậy Tí Cương? Anh dòm lên vậy là hai lầu hay ba một lầu? Một trệt hai lầu. Hai lầu sống còn ở trên có cái vòm nữa kìa. Cái vòm đó là giống như kiểu sân thượng chắc. Không phải đâu, đi đi ra ngoài này dòm nè. Dưới này là tầng trệt nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, à 4 là tính luôn ở dưới á. Cái tính mình tính là 1 trệt 3 lầu, trên kia là cái 1 trệt 3 lầu, ở trên đó là cái sân thượng, có cái chóp tút ở trên kìa. Em phải đứng xa vậy nè, em mới thấy cái chóp ở trên nữa. Cái nhà này là kiểu mình tự thiết kế hả? Em thấy cái chóp ở trên không? Bên này không? Là của đặt hầu khác. Trên, ở trên, ở trên, nó còn thấy không? Ở trên nó còn cái mái ngói tút ở trên thấy không? Ổng làm đơn giản hơn phải không? Thượng, ủa tường thấy cái bên trí đơn giản hơn phải không? Ừ. Bên này cầu kỳ hơn, kiểu cọ kiểu Pháp hơn. Kiểu Pháp thuộc. Kiểu Pháp thuộc. Sorry Tí Cương nha, nói chung là tường không có cập nhật. Nên là mình không có để ý hiểu không? Mình không biết, chưa xong có là xây xong rồi. Cũ Tí Cương về review, ai về đâu là phải mấy tháng nữa. Vô nhà không có toilet nữa, giờ mắc toilet muốn chết luôn. Chắc ra ngoài này đó, thiên nhiên kìa. Quan giả luôn. Thôi như vậy là kết thúc hành trình mời Tí Cương về quê các tường thì cũng ăn chơi rồi, cũng từ thiện rồi, cũng lên TV rồi rồi. Bây giờ mình về Sài Gòn thôi. Nhậu xỉn luôn. Đau bụng chưa hết nữa nè. Mọi người subscribe theo dõi kênh của Cát Tường nha. Xin mời Tí Cương đi toilet thiên nhiên.